Xin chào quý khách, hôm nay Nông sản Dũng Hà xin giới thiệu cho các bạn về sản phẩm dây thìa canh. Ở nước ta, dây thìa canh được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 2006 tại một số nơi ở các tỉnh miền Bắc như Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa. Người tìm ra loại cây này chính là tiến sĩ Trần Văn Ơn. Ông là trưởng bộ môn thực vật, Đại học Dược Hà Nội. Từ những vùng được tìm thấy đầu tiên, hiện nay loại cây này đã được quy hoạch và trồng thành vùng tại các tỉnh Thái Nguyên, Nam Định. Theo một số ghi nhận nghiên cứu bước đầu, sử dụng dây thìa canh sẽ kích thích sự phát triển của các tế bào tuyến tụy, tăng tiết insulin nhiều hơn. Hầu hết những dữ liệu khoa học của cây thìa canh không còn nhiều. Tuy nhiên, theo như cổ truyền của người Ấn Độ ghi lại thì 2.000 năm trước, cây thuốc này thường được sử dụng để chữa bệnh tiểu đường rất hiệu quả mà an toàn. Dây thìa canh là một loại cây thuốc quý, cây có tác dụng tốt trong hỗ trợ điều trị bệnh. Tác dụng này đã được các nhà khoa học của nhiều nước trên thế giới công nhận. Được mệnh danh là một trong những dược liệu vàng, bởi dây thìa canh mang đến rất nhiều công dụng trong việc phòng và điều trị bệnh. Dưới đây là một số tác dụng của dây thìa canh: hỗ trợ điều trị tiểu đường đái tháo đường, giúp giảm cân an toàn, phòng bệnh tim mạch, đột quỵ và tăng mức độ chống oxy hóa của cơ thể. Thông thường các loại thảo dược đều lành tính và tốt cho cơ thể. Tuy nhiên nếu sử dụng quá liều lượng cho phép có thể gây nên tình trạng rối loạn hoặc mất cân bằng trao đổi chất của cơ thể. Chính vì thế, không riêng dây thìa canh mà tất cả thảo mộc đều nên được cân nhắc sử dụng cho phù hợp để đạt được hiệu quả tốt nhất. Mỗi ngày dùng 50g, đun sôi nhẹ với 1,5 lít nước trong 15 phút, chia 3 phần, uống sau bữa ăn 15 đến 20 phút. Nước uống có mùi vị thơm, dễ uống và đặc biệt không gây cảm giác ngái. Ngoài ra, dây thìa canh còn được tán làm bột để giải độc. Lá thìa canh giã nát cũng có tác dụng giải độc khi dùng đắp lên da khi bị rắn cắn. Một số lưu ý khi sử dụng dây thìa canh: không nên tự ý thu hái thìa canh vì có hơn 3.000 cây có hình dáng tương tự dây thìa canh. Những đối tượng không nên sử dụng là phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh, trẻ nhỏ dưới 16 tuổi, người bị tiêu chảy. Chọn mua sản phẩm ở những nơi uy tín, có nguồn gốc và nơi trồng đảm bảo vệ sinh để tránh tiền mất tật mang. Đến với hệ thống Nông sản Dũng Hà, bạn sẽ được mua dây thìa canh với chất lượng và giá cả phải chăng nhất trên thị trường. Nên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bạn và cả gia đình. Cảm ơn quý khách đã đón xem. Hãy like và đăng ký kênh để đón xem những sản phẩm khác.